Chào cả nhà, chào mừng mọi người quay lại kênh YouTube của Khoa. Thì chủ đề của Khoa ngày hôm nay là Khoa đang muốn nói về vụ án mà bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến chết. Thì có một cái sự kiện rất là gây bức xúc, đó là người ta đang là khởi tố hành vi là hành hạ đứa bé. Thì mọi người thấy rồi đó, đứa bé đây là bị chết. Do vậy mọi người hãy tưởng tượng đi, nếu mà ra đường chúng ta thấy một cái cảnh mà gọi là người này đâm người kia chết liền tại chỗ, thì rõ ràng nó có vẻ là còn nhân đạo hơn rất là nhiều là ở đây hành hạ một đứa bé từ từ rồi dẫn đến chết, đúng không mọi người? Đó thì giống như mọi người đi ăn một cái món ăn như con cá trê đi, phải ví dụ thôi nha. Chúng ta đập đầu con cá trê rồi chúng ta làm thịt chúng ta ăn luôn, thì rất là nó nói chung về cơ bản á, nhìn vào nó nhân đạo hơn rất nhiều. Là bây giờ chúng ta nếu mà chúng ta từ từ chúng ta xẻ từ miếng thịt con cá trê rồi chúng ta bỏ vô nồi lẩu chúng ta nhúng thì nó ác, nhìn nó tàn ác cực kỳ. Hay thậm chí là chúng ta nhìn như muốn ăn bên Nhật đó, là cái đầu con cá nó vẫn còn, nó còn ngon ngoan mà chúng ta ăn thịt trên nó, thật sự là phải ăn không nổi như vậy, thà rằng nó đã chết hoàn toàn đó. Thì đằng này ở đây cái việc mà cái đứa bé mới tới 8 tuổi là bị hai vợ chồng, khó đoán định luôn, cái này là hai vợ chồng hành hạ đứa bé này một cách nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng, rồi hành hạ đứa bé này từ ngày này sang ngày khác. Thế chúng ta tưởng tượng giống như là hành hạ một người mà một đứa bé nhỏ xíu mới 8 tuổi chưa có đủ gọi là sự phản kháng luôn á, chưa có sự phản kháng mà hành hạ hết ngày này sang ngày khác, ngày này sang ngày nọ, chứng rồi đánh đập lên đầu đánh xuống bầm tím tay chân đồ này nọ, rồi từ từ dẫn đến cái chết. Thì cái hành vi này Khoa lên án đó là giết người. Chúng ta phải xác định rõ đây là hành vi giết người, chứ không thể nào phán quyết là hành vi chỉ đơn giản là hành hạ người khác được. Nếu mà hành hạ thì chỉ là ở mức độ là làm xây xác hoặc là đánh đập một lần, đúng không? Hành hạ thì chúng ta nghĩ là ok, có thể là bây giờ trong một lớp học đi, đứa bé này đánh đứa bé kia, hay là một đám ăn hiếp một đứa đi, thì gọi ok, gọi là hành hạ rồi thôi. Rồi về nhà bắt đầu cô giáo thì cô giáo vào xử lý, rồi chính quyền vào xử lý cái việc mà đánh hội đồng này, thì chúng ta có thể gọi đó là hành hạ vì nó đã kết thúc sau cái cuộc đánh đó, chứ không phải là đây là cái trường hợp là đứa bé 8 tuổi bị hành hạ một khoảng thời gian liên tục dài và sau đó dẫn đến cái chết. Thì không thể nào cái sự hành hạ liên tục kéo dài hết ngày này sang ngày nọ rồi dẫn đến cái chết, mà chỉ đơn giản gọi là hành hạ cắt đi cái khúc chết được. Và cảm thấy rất là bức xúc với cái những cái phán quyết mà của tòa án nêu ra trong khoảng thời gian vừa rồi đó. Thì video clip vừa rồi của Khoa đã lên tiếng rồi, đó là khi mà Khoa phải bích lên clip video clip đó thì cái sự việc nó xảy ra là người ta đang chỉ mũi dùi vào người mẹ thôi, và người cha vào thời điểm đó thậm chí cái gương mặt còn chưa được lộ diện trên truyền thông nữa. Thì cái thông tin mới nhất á, là người cha này á, là làm ở bên một công ty về mảng kinh doanh, nói chung thì chức vụ khá là cao, nhưng mà sau vụ việc này đã bị người công ty đó cho thôi việc rồi. Thì nói chung không muốn nhắc đến công ty đó, đó là cái công việc làm ăn, công ty đó không có lỗi gì hết, người sai chính là người đàn ông này thôi. Rồi, và một thông tin tiếp theo không muốn thông tin đến mọi người: bắt khẩn cấp bố bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong. Thì cái kỳ status này nằm ở trên báo pháp luật vẫn có một cái gì đó thiên vị, tức là bắt khẩn cấp bố bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong. Vậy là ở đây tội lỗi có vẻ vẫn còn đang nhắm vào cái bà dì ghẻ này. Thực sự tội này theo Khoa rất là rõ ràng là nó hai người cùng phạm tội, chứ tại sao mà gọi là chỉ có một mình bà dì ghẻ được, đúng không mọi người? Thì có nhiều người nói là đây không phải là dì ghẻ, chỉ mới là cặp bồ thôi. Nhưng mà về một khía cạnh nào đó sẽ đã sống chung, đúng mọi người, đã sống chung trong một ngôi nhà, có một đứa bé trong đó, thì chúng ta cứ xem là dì ghẻ, đúng không mọi người? Rồi ok, con xin đọc thông tin bài báo nha. Cơ quan cảnh sát điều tra quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp cha ruột cháu bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong. Sáng ngày 31 tháng 12, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thái là cha đẻ của bé NTVA 8 tuổi bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dẫn đến tử vong. Vào ngày 22 tháng 12, công an thực hiện lệnh bắt ông Thái với vai trò đồng phạm giúp sức Nguyễn Võ Huỳnh Trang. Lệnh bắt khẩn cấp đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê duyệt. Như Tiền Phong đã đưa tin,
sau khi một bệnh viện ở quận Bình Thạnh tiếp nhận cứu bé NTVA thì xác nhận bệnh nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Trên người có nhiều vết thương nên báo công an. Công an phường 22 quận Bình Thạnh có mặt lấy lời khai, điều tra vụ việc và bắt giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 22 tuổi, quê An Giang, bạn gái ông Thái, tức là mới là bạn gái thôi nha mọi người, để điều tra hành vi hành hạ người khác. Việc cơ quan điều tra công an quận Bình Thạnh khởi tố Trang với tội hành hạ người khác và bắt giữ ông Thái khiến dư luận không đồng tình. Nhiều cơ quan hội bảo vệ quyền trẻ em đã có văn bản đề nghị công an quận Bình Thạnh thay đổi tội danh đối với Trang và cần bắt khẩn cấp ông Thái để tránh lọt tội phạm. Đó, như vậy là ở đây trên báo Tiền Phong đã nói rất là rõ ràng, dư luận đang lên án về việc vì sao lại muốn bỏ sổng cái ông Thái này. Rõ ràng ở đây việc hành hạ theo khoa nha, để hành hạ một đứa bé từ ngày này sang ngày nọ mà người cha không biết, người cha không góp sức hả, rất là vô lý. Khoa nói chắc chắn phải có sự góp sức của người cha ở đây, về nhiều khía cạnh khác nhau thì Khoa không nói chi tiết được. Tuy nhiên chắc chắn ông Thái phải có trách nhiệm, và thậm chí có nhiều khả năng chính ông Thái là người chủ mưu đã làm ra những hành động này. Đó, vì mọi người biết rồi đó, ông Thái đã có một đời vợ trước, thì đời vợ trước đã không chịu nổi mà thậm chí đến mức bị stress và phải ly hôn với ông ta. Đó, và ông ta cặp kè với người bồ nhí này, đó mà người ta gọi là dì ghẻ đó mọi người. Đó, lại cặp kè với người bồ nhí này trước khi ly dị vợ luôn đó mọi người. Như vậy về Khoa, theo Khoa thì cái tính đạo đức, cái sự đạo đức của một người đàn ông, của ông Thái này là hoàn toàn không có. Và một người không có đạo đức thì hoàn toàn có khả năng làm ra những hành động không có đạo đức. Do vậy ngày hôm nay mới bắt ông Thái, tuy nhiên vẫn còn nói là bà dì ghẻ hành hạ dẫn đến tử vong. Như vậy là ở đây người ta mới kết tội hành hạ, và Khoa nghĩ rằng cái mức án của tội hành hạ nó nằm ở độ 3 năm tù. Quá thấp và không hề có một tính răn đe nào hết cho xã hội đâu mọi người. Khoa hy vọng là chính quyền địa phương, Khoa hy vọng là cơ quan chức năng sẽ có những cái gọi là xác đáng hơn, công minh hơn, công bằng hơn, để cho người dân cảm thấy được pháp luật được minh bạch và xử lý đúng người đúng tội. Chứ vì sao hành hạ một đứa bé mà dẫn đến tử vong, nó còn theo Khoa nó còn tàn tệ hơn là giết người ta nữa. Thà giết thì giết luôn đi, chứ đừng có hành hạ xong rồi giết thì mọi người cảm thấy như thế nào, nó còn tồi tệ hơn cả giết nữa đó mọi người. Mà ở đây Khoa nghĩ rằng không chỉ đơn giản là hành hạ trên thể xác và về mặt tinh thần, theo Khoa được biết là bé gái bị cấm gặp người mẹ ruột của mình và sống trong một cái môi trường như vậy, bị hành hạ thân xác như vậy. Mọi người nghĩ đi, mọi người nghĩ xem đứa bé bị hành hạ và tổn hại tinh thần mức bao nhiêu. Do vậy ở đây đầy đủ những cấp độ để mà tấn công, hành hạ và giết người dành cho hai người này. Thì Khoa lên án cái việc này, Khoa lên video clip này để Khoa lên án hai người này. Một người là bạn gái của ông Thái, người thứ hai và chính đích danh ông Thái phải chịu án trước pháp luật. Khoa hy vọng mọi người hãy chia sẻ video này một cách mạnh mẽ để lan rộng cái thông tin này, để mà pháp luật được thực thi một cách minh bạch, nghiêm minh. Rồi, mọi người nếu thấy video clip của Khoa hãy chia sẻ mạnh tay lên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.